Thưa quý vị và các bạn, trong con mắt người nước ngoài, vỉa hè Việt Nam không chỉ là đường dành cho người đi bộ, mà còn là đặc trưng, là văn hóa, là nơi kết nối giữa cộng đồng cũng như điểm thu hút khách du lịch. Duy trì, bảo tồn không gian này như thế nào để vừa đảm bảo trật tự văn minh đô thị, an toàn giao thông, an sinh xã hội là vấn đề rất phức tạp và lâu dài. Cần các cơ quan chính quyền nhìn nhận sâu rộng để có giải pháp hữu hiệu đi vào lòng dân là thông điệp của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc với nét đặc trưng này. Thank you for joining us today. Xin cảm ơn bà. Bà ở Việt Nam một thời gian, chắc hẳn bà đã quen với các hoạt động buôn bán mưu sinh trên các vỉa hè ở đường phố Việt Nam. Theo bà, đặc trưng của kinh tế vỉa hè ở Việt Nam là gì? Theo tôi, sự sôi động của các đường phố tại Việt Nam chính là điểm đặc biệt của đất nước này. Vỉa hè chính là không gian kết nối của các thành phần khác nhau trong xã hội, từ sinh viên, những người đi làm, các bà nội trợ, bác sĩ, những doanh nhân, những người lao động trên vỉa hè. Họ cùng chia sẻ những không gian công cộng đó. Đây chính là những nơi giao thoa, giao tiếp của con người với nhau. Tôi nghĩ rằng ở Việt Nam không nhất thiết chỉ có những cửa hàng đắt đỏ hoặc những nhà hàng, bởi vì nó sẽ không đảm bảo được sự kết nối của con người. Chính sự sôi động của vỉa hè mới thể hiện đặc thù, nét văn hóa tinh thần của người Việt Nam. Nó cũng là một thứ hấp dẫn khách du lịch khi họ tham gia vào cuộc sống, hoạt động trên vỉa hè. Họ tìm hiểu thêm về văn hóa và tìm hiểu thêm về con người Việt Nam. Chính vì thế, kinh tế vỉa hè là một phần không thể tách rời nền kinh tế. Bà nhận định như thế nào về sự đóng góp của kinh tế vỉa hè đối với nền kinh tế Việt Nam, đối với việc tạo công ăn việc làm và đối với việc di dân như thế nào? I would like to say that I don't think sidewalk economy is only a problem. Tôi muốn khẳng định là kinh tế vỉa hè không phải là một vấn đề rắc rối, mà thực ra nó có rất nhiều điểm cộng mà chúng ta cần nhìn nó một cách tích cực hơn. Đô thị hóa và người di cư từ nông thôn lên thành thị là điều không thể tránh khỏi, và nó diễn ra ở tất cả các nước. Vì vậy, chúng ta không nên nhìn nhận nó như một vấn đề không tốt, mà nên nhìn nhận theo hướng làm thế nào để nó có thể tốt hơn nữa. Năm ngoái, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ Tổng cục Thống kê thực hiện cuộc điều tra về di cư nội địa, và những con số ở trong đó cho chúng tôi thấy rằng là 14% dân số Việt Nam hiện nay là người di cư. Đối với cả di cư từ nông thôn lên thành thị, thì có đến 17% dân sống tại thành phố là người di cư, tức là con số rất lớn. Người di cư không phải là người gây ra vấn đề, họ chiếm phần đông trong dân số như vậy. Chính họ là người đóng góp vào sự phát triển của kinh tế đô thị. Nếu không có họ thì kinh tế Việt Nam không thể phát triển như hiện nay. Hiện nay, ở các thành phố lớn đang có sự quyết liệt giải tỏa tình trạng lấn chiếm bất hợp pháp vỉa hè công cộng. Nhưng từ đó cũng ảnh hưởng đến khá nhiều người dân đang bám vỉa hè để kinh doanh buôn bán. Bà có thể chia sẻ những giải pháp, những kinh nghiệm của các nước để có thể hài hòa giữa việc tổ chức kinh tế vỉa hè một cách hiệu quả với việc giữ gìn trật tự văn minh đô thị? Các nhà quản lý đô thị sẽ phải giải quyết rất nhiều vấn đề liên quan tới vỉa hè. Chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm của một số nước để làm thế nào vỉa hè được chia sẻ một cách phù hợp. Ví dụ như có những địa điểm tập trung riêng cho những người bán hàng rong, có thể quy định thời gian trong ngày cho những người bán hàng rong, điểm đổ xe miễn phí để thuận tiện cho những giao dịch dịch vụ trên vỉa hè. Cách sử dụng vỉa hè cần được nhìn nhận theo hướng không có ai thắng, ai thua, mà mọi người cùng chia sẻ, mọi người cùng cho, cùng nhận. Vâng, xin cảm ơn bà.